Những ngày này, người trồng dải trứng Hưng Yên đang bước vào vụ thu hoạch. Dù có giá khá cao từ 120 đến 150 ngàn đồng một kg, nhưng với ưu thế quả to, mã đẹp, vị ngọt, thơm đặc biệt, mặt hàng này đang được đông đảo khách hàng lựa chọn. Tận tay hái những quả dải to, chín mọng, được thưởng thức những quả dải tươi ngay tại vườn. Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên đối với hai du khách này khi đến tham quan trải nghiệm ngay tại cái nôi của dải trứng Hưng Yên ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Tôi tình cờ xem trên điện thoại và biết được ở Hưng Yên có loại dải trứng quả rất to nên tôi rất tò mò. Được một số người bạn Việt Nam giới thiệu, tôi tìm về đây để tham quan và mua dải trứng. Quả thực dải ở đây nhìn rất bắt mắt, hương vị của nó thì thật là tuyệt vời. Với ưu thế chín sớm, mẫu mã đẹp, vị ngọt thơm đặc trưng, nên những năm trở lại đây, dải trứng Hưng Yên đã trở thành đặc sản được đông đảo khách hàng ưa chuộng lựa chọn. Năm nay, niềm vui của người trồng dải trứng càng được nhân lên khi thương lái doanh nghiệp đến tận vườn tìm mua. Năm nay so với năm ngoái là được giá hơn, mà rất nhiều thương lái với lại các khách là đến là thu mua nhiều hơn. Đây là cũng là điểm đáng mừng cho bà con nông dân của chúng tôi. Và đến thời điểm này bà con đang tập trung thu hoạch vải, hiện nay là đang thu hoạch rộ. Và với cái giá dao động năm nay là từ 120 đến 150 nghìn một kg. Và năm nay đặc biệt năm nay là với cái việc là xúc tiến thương mại thì là quảng bá về cái thương hiệu vải trứng thì các đầu mối doanh nghiệp rồi các đầu mối thu mua ở các tỉnh thành lân cận là về là tập trung thu mua, cho nên là vải năm nay là rất là được giá. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 350 hecta dải trứng với sản lượng hơn 250 tấn. Ngoài dải trứng, huyện Phù Cừ còn được biết đến là thủ phủ của quả dải lai chín sớm. Để nâng cao thương hiệu giá trị sản phẩm quả dải tươi, những năm qua, huyện đã tổ chức kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp với các nhà vườn để đặc sản này đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.